đang giảm giá 25% hết ha. Đây, những cái đào lùng lông bông quá trời luôn. Mùa này là mùa của những cái ăn trái này rồi. Ghép 6 loại nữa. Nghe đây là những cái cây táo. Cây táo người ta ghép nhiều giống ở đây nè. Xin chào cô chú anh chị em các bạn. Hôm nay mình sẽ ghé tiệm Đeo. Mời cả nhà mình theo mình đi vô coi có bán những cây gì nha. Cây có cây tầm. Châu tầm. Bên này bán 17.99 đồng cây. Có diệp quất nữa nè. Này cây cũng nhiều lắm. Có cây lựu nữa nè. Có nho nữa. Đây là những cái bông nè. Bông nằm chín chín. Bông đẹp quá trời luôn. Quá trời trầu luôn. Những cây làm vàng nè. Quá trời trầu luôn. Mùa vụ trồng cần mấy cái vàng này để trồng trà. Ở đây mấy cây đào nè. Cây này là cây lâm nè, 50 đồng. Cây giờ cũng nhiều rồi đó. Những cây làm vàng. Đây thêm một mớ, nãy mình thấy ngoài cửa nó nè. Những cây gooseberry nè. Raspberry cũng có, nó là 17 đồng. Quá trời luôn, hôm nay cây về quá trời luôn. Này là nho. Nhiều loại nho lắm. 17 đồng. Còn bên đây là diệp quất. Quá trời luôn, cả nhà thấy không? Đây là rau cải. Cà rốt. Dâu tây nè. Cà rốt. Đây là thêm cà rốt ngon ngộ nè. Lùng lùng. Bữa nay mình đi quay cho cả nhà coi ha. Mùa này cũng có nhiều cây rau nè. Đây, những cây quýt. Cây chanh với quýt. Cây này là 34 đồng. Mùa này có cà chua nè. Hôm nay không biết mình có trồng cà chua mà có cà chua nhiều rồi nè. Bán nhiều loại cà chua. 5 đồng cây. Này thì mấy loại rau nè. Ngò cũng có luôn. Đây là những cây ăn trái. Người ta trồng vô chậu bán nè. Có hồng. Hồng nhưng mà không biết hồng gì. Ủa cái này là cây không mấy cây hồng. Đây là những cây plum. Nó đang có bông cũng nhiều lắm nè. Ở nhà có ai cần thì có đây mua.
những cây đào lùng lùng mà nó có bông hết trơn. Cái này nhiều vậy. $59 cây. Một hàng càng đào không. Đây là cherry. $49. Đây là hàng đất nè, quá trời đất luôn. Đây là những cây táo nè, cũng đang giảm giá đó, 25% off nè. Nhiều loại táo lắm, cả nhà có ai cần mua táo thì tới đây mua. Luôn cả lê cũng vậy, đang bán nè, sale. Còn đây là táo tàu thì phải. Đúng rồi, táo tàu có nhiều cây cũng đang bán nữa nè. Ồ, có hồng giòn anh. 59 đồng. Cement. Giờ ở đây có nhiều cây táo tàu ly lắm nè. Giá là 64 đồng 99. Ở đây cũng có táo tàu sugar cane nữa nè cả nhà. Mùa này đang có mấy cây táo tàu ly sugar cane nhiều ha. Đây là những cây đào mà ghép 6 loại trong một cây nè cả nhà. Còn ở đó là những cây Pakistan Mulberry. Nó là hồng. Những cây Mulberry nè. Những cây Giant Fuji nè. Trái cũng lớn ha. Tính mua cây quá. Mình xin quay bao quát lại cho cả nhà coi. Ngay khu này là toàn là táo tàu với hồng giòn nè. Ở phía sau là có cây những cây dâu tằm của Pakistan với lại táo tàu sugar cane với lại ly. Và có cây lâm ghép 6 loại nữa. Ngay đây là những cái cây táo. Cây táo người ta ghép nhiều giống ở đây nè. Đang giảm giá 25% hết ha. Đây là những đất phân nè cả nhà. Hay những cái đào lùng lông bông quá trời luôn. Mùa này là mùa của những cây ăn trái này rồi. Quá trời bông. Đây là khu vực bán hột giống nè, đủ loại luôn. Hột giống dừa bông rồi rau củ quả. Nhiều loại lắm, cả nhà có ai cần thì tới mua. Đủ loại luôn, đậu bắp, cà tím gì cũng có, củ sắn cũng có luôn. Đây là những loại hạt giống có hạt giống ớt nữa nè. Ớt ma cũng có hạt giống nè.
bí, bắp cải. Nó là những cây kiểng trồng trong nhà. Đây là những cây sen đá này cả nhà. Cây kim tiền. Đây, bữa nay mình chỉ mua được cây cây này, cà chua. Mình xin tạm dừng video ở đây. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích video của mình, xin cho mình một like, một lời bình luận và nhấn chuông để theo dõi những video tới của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.